làng khác nữa không? Dạ lát mình đi qua bên làng kia mình nấu xong rồi cũng bên đó luôn. Dẫn cho mấy chị thăm người cuội cho nhìn thấy để biết là bà làng cuội như thế nào thôi, chứ kêu đi làng cuội không thấy ai cuội hết. Đây các bạn biết không, đây là những người cùi của mình đã phát quà đây. Những người cùi này thì thường bệnh nó đã phát rồi. Các bạn thấy không? Thấy chú này gần đây nữa không? Mình zoom lên cho các bạn xem nhé. Bạn thấy chân phát nó rụng ngón chân hết rồi đó. Mấy người này là không ở gần đâu, ở xa. Những người này là ở xa chứ không ở gần chị Trưởng Đoàn ấy nè. Và cái bệnh cùi này đã, các bạn biết không, khi mà đã nó đã lên như thế này rồi á là không còn đường cứu chữa rồi. Những người này á, là các bạn biết không, một tháng á, là VC và những cái chị em trong đoàn đều góp một chút ít của mình, ai có nhiều góp nhỏ, góp ít thì có ít, gửi lên cho bà con ở đây. Chứ thực sự những bà người ở đây thì những cái làng cùi ở đây họ bị cách ly khỏi xã hội các bạn. Thậm chí nhiều người ở thì đóng chi xe đây luôn mà họ còn không biết ở trong này có làng cùi. Các bạn thấy những cái người cùi ở đây thì có cha nhà thờ với các sơ nuôi rồi, chứ không có ai chữa được nữa rồi, rất là tội nghiệp. Và thực sự cái chuyến đi lần này, chuyến thăm làng Phong Cùi mà các bạn, mình cho các bạn xem cho các bạn biết đó, các bạn thấy nói như thăm người Phong Cùi mà người Phong Cùi đâu, sự bệnh Phong Cùi là nó có thể lây nha các bạn, nhưng mà lây qua tiếp xúc quá nhiều thôi, chứ còn mà bình thường thì nó cũng có nổi phải lây ha, các bạn hiểu không? Cùi ở sau là cùi luôn cái chân này. Bạn có thấy tay chân nó cục hết không? Đây là bạn My tình nguyện viên đang hướng dẫn cho các bạn chơi, rồi cho quay cho bạn xem nè. Cấm bắn ra lại. Đây bạn My đây, hướng dẫn cho các bạn, các em nhỏ chơi trò chơi gì đó trước khi đợi quà tới nha các bạn. Bạn này tình nguyện viên nha. Nông hiểu từ chọc lét đó bạn ơi. Thọc giữa nách người đằng trước. Này hoành tráng dữ ta. Dở quá ta. Cái này nè, cười lên. Đó. Gom góc rộng cho coi nè. Góc rộng tới tôi không thấy gì hết. Rồi. Sao buồn hiu vậy? Cười lên. Wow, phải hành tráng nha. Ăn ngon không? Ngon không? Hả? Ăn nữa không? Chú Múc ơi, sao không thấy nước non gì hết trơn vậy?
đây là một cái khu nhà thờ, mình sẽ quay cho bạn xem nha. Đây dân bản đại mình mang đây đó. Gà nha. Gia vị đây là xả cái gì đó. Đây là rượu cần nha bạn. Các bạn thấy không? Một mâm dài. Và bên này cũng thế luôn. Đó thấy không? Thấy gì không? Đây là cơm lam, không phải các bạn nhìn ở ống tre đâu. Cơm lam nha các bạn. Ở trong là cơm này. Các bạn thấy không? Cơm. Đó, cơm đó. Và đây ngoài bảng họ bắt đầu chuẩn bị đốt lửa và họ sẽ đón mình. Đón những người anh em mình đây. Chuẩn bị đốt lửa nha. Thấy không? Tóc tai của anh em VC cắt sạch sẽ hết rồi đây. Hồi chiều ra không phải như thế này đâu. Các bạn thấy tóc tai không? Gọn gàng hết nè. Yeah các ơi. Yeah vô tay. Yeah Mạnh lên. Này vừa. Rồi bye bye nha. Về luôn nha. Cười lên. Cười tươi lên. 1, 2, 3 là nhảy lên nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Lại đi. Nhảy lên. 1, 2, 3. Rồi. Muốn quạt coi. Muốn quạt coi. Lát mở nhạc cho muốn quạt nha. Tập bà con xếp hàng để phát quà. À có phiếu. Quay. Rồi nhắc lên rồi, ok. Run. Why? Đây. Còn ai nữa không? Đây là phát gạo nha các bạn. Gạo với một nhu yếu phẩm đây. Nè. Một tay quay, một tay xách nặng quá. Đây chị ơi. Đây. Đây. Mấy anh em phụ sách với cô chú nha. Này các bạn biết không, bên này là các anh chị đang chuẩn bị quà cho các em nhỏ. Bên kia là phần quà người lớn, bao gồm một thùng mì gói, 10kg gạo, nhu yếu phẩm, tôm, mì, bình luộc, mà đồ này kia đầy đủ. Còn bên này là dành cho em bé, gạo này kia, mền, chăn gối này á. Bây giờ là chuẩn bị, mình phải điều hành bên này cái xíu cái đó. Rồi, đây, em chọn đang đợi phát quà đây. Đừng xếp hàng lại giùm ơi, đứng thẳng tay này, bốn hàng nha. Đây, giờ phải phát quà đây không? Mà tối thui à? Không.